Tại sự kiện survey diễn ra hàng năm của Microsoft, hãng đã giới thiệu hàng loạt những thiết bị máy survey mới và trong đó Surface Duo 2, thiết bị màn hình kép thế hệ thứ hai, có lẽ là sản phẩm được mong chờ nhất khi cho thấy xu hướng thiết bị gập đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Duo 2 vẫn giữ thiết kế của phiên bản tiền nhiệm, khác với Galaxy Z Fold 3 sử dụng một màn hình duy nhất nhưng có thể gập lại. Surface Duo 2 sử dụng hai màn hình riêng biệt, máy mỏng 5,5mm ở chế độ mở màn hình đôi và 11mm khi mà gập lại, khối lượng 284g. Kích cỡ này mỏng hơn so với Galaxy Z Fold 3 5G của Samsung, khi Z Fold 3 dày 6,4mm khi mở và 16mm khi gập, nhưng mà lại nặng hơn. Cả hai màn hình đều có tần số quét 90 hẹp, độ sáng tối đa 800 nit và được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass Victus. Hai màn hình được liên kết với nhau bởi bản lề với một thanh Grand Bar ở giữa sẽ sáng lên để hiển thị âm lượng, sạc cũng như các biểu tượng và thông báo được chọn khác. Với thanh hiển thị ở bản lề, bạn có thể kiểm tra thời gian một cách đơn giản mà không phải mở máy. Cùng với đó là xem các thông báo, thời lượng pin. Chúng tôi thúc đẩy ranh giới của những điều có thể. Nhóm kỹ sư đã hợp tác chặt chẽ với Qualcomm để tạo ra một màn hình kép mạnh mẽ. Đây là thiết bị 5G mỏng nhất. Camera trên Surface Duo 2 cũng nhận được sự nâng cấp lớn. Năm ngoái, Microsoft chỉ trang bị cho chiếc Duo duy nhất một camera chính ở mặt lưng. Thì ở thế hệ thứ hai, máy đã có hệ thống 3 camera, bao gồm camera góc rộng 12 megapixel có chống rung quang học OIS, camera góc sâu rộng 16 megapixel và camera tele 12 megapixel OIS. Về cơ bản thì camera là một trong những nâng cấp chính của dòng Duo năm nay. Surface Duo 2 năm nay đã được trang bị con chip mạnh mẽ hơn là Snapdragon 888, tương đương trên Samsung Galaxy Z Fold 3 và cũng vì lẽ đó mà máy hỗ trợ 5G. Dùng Duo 2 khiến tôi cảm thấy như đang làm việc trên chiếc PC của mình, nhưng linh hoạt ở mọi nơi. Chúng tôi tạo ra chiếc điện thoại này dành cho những người yêu thích tốc độ, sức mạnh và vẻ đẹp. Tôi cũng có thể sử dụng tất cả những ứng dụng của điện thoại trên máy tính và việc di chuyển dữ liệu thì dễ dàng. Surface Duo 2 có pin kép 4449mAh. Microsoft cho biết thiết bị hoàn toàn đủ thời gian sử dụng cả ngày hoặc lên đến 15,5 giờ xem video liên tục trên máy. Thiết bị hiện đã cho đặt hàng trước với giá 1.499 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 34,13 triệu đồng. Duo 2 cùng các thiết bị khác của Microsoft sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 5 tháng 10, cũng là ngày mà Windows 11 chính thức ra mắt. Cuộc đua số chấm trên camera vẫn chưa có kết, trong khi số chấm chỉ là một trong rất nhiều những yếu tố tạo nên chất lượng hình ảnh. Bây giờ thì các thương hiệu đang tiếp tục có những hướng đi mới khi mà bắt tay với các thương hiệu ống kính và máy ảnh nổi tiếng trên thế giới. Trước chúng ta có Huawei đã bắt tay với Leica. Thì trong tuần vừa qua, Vivo đã tiếp tục bắt tay với Zeiss, thương hiệu ống kính máy ảnh đến từ Đức để cho ra mắt X70 Pro với nhiều nâng cấp đáng chú ý trên camera. Vivo trang bị cho X70 Pro hệ thống 4 camera với camera chính 50MP sử dụng cảm biến IMX766V được Sony thiết kế riêng cho sản phẩm này. Cảm biến này có kích thước điểm ảnh chỉ 2 micromet, thu nhận thêm 4,6% ánh sáng đi qua và tăng độ nhạy sáng lên 56,25% so với cảm biến thông thường. Ống kính được phủ lớp Zeiss T. Lớp phủ này giúp camera của máy tái tạo lại hình ảnh theo một cách chi tiết và chân thực nhất, giảm hiện tượng lóa và hoạt động tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng mạnh và ngược sáng. Hệ thống chống rung camera gimbal 3.0 được Vivo trang bị độc quyền trên máy. Hiệu quả chống rung được cải thiện gấp 2 lần so với thế hệ trước và 6 lần so với điện thoại thông thường, đặc biệt là khi quay video chuyển động. Đây là một bức hình chụp khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Nếu chụp bằng điện thoại, hình ảnh về đêm sẽ dễ bị nhòe. Và chúng ta có một bức ảnh sắc nét thế này cũng là nhờ hệ thống chống rung trên X70 Pro. Trái tim của máy là con chip MediaTek Dimensity 1200 tiến trình 6 nanomet. RAM máy là 12GB nhưng có công nghệ mở rộng độc quyền giúp dung lượng RAM của máy sẽ được nâng lên thành 16GB. Hãng công bố so với các smartphone thông thường, hiệu suất sử dụng trong trường hợp cần mở nhiều ứng dụng của X70 Pro cải thiện tới 50%. Hiện máy đang được đặt trước đến ngày 3 tháng 10 với giá công bố là 19,99 triệu đồng. HMD Mobile Việt Nam trong tuần cũng đã giới thiệu Nokia C30, sản phẩm điện thoại mới nhất trong C-Series với thời lượng pin khủng lên tới là 6.000mAh với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Vỏ máy được làm bằng nhựa polycarbonate chắc chắn, màn hình máy là giọt nước HD+ lên tới 6,82 inch cho trải nghiệm thoải mái. Ở mặt sau, điện thoại trang bị camera kép độ phân giải 13MP cao nhất trong dòng C-Series của Nokia hiện tại. Kết hợp với đèn flash trợ sáng,
Nokia C30 còn được tích hợp sẵn các chế độ chụp HDR, chế độ làm đẹp hay là chụp đêm. Máy chạy hệ điều hành Android 11 phiên bản Go mới nhất, C30 hứa hẹn mang tới trải nghiệm mượt mà và tối ưu bảo mật thông tin. Theo HMD Global, Nokia C30 mở bán tại Việt Nam với hai màu xanh lục và xám khói, cùng hai tùy chọn cấu hình 3GB và 2GB RAM, cùng 32GB bộ nhớ trong, cùng giá bán tương ứng 2,99 và 2,79 triệu đồng. Theo như hãng công bố, thì viên pin của C30 có thể giúp máy hoạt động lên tới là 3 ngày. Những trải nghiệm trực tiếp với mẫu máy này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong trải nghiệm số vào thứ tư tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi TechWeek. Xin chào và hẹn gặp lại. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sống Kết Nối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và đừng quên điểm hẹn quen thuộc 20h 45 phút hàng ngày trên VTC1. Trong một thế giới chuyển động không ngừng, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu về không gian dữ liệu và kết nối, tính sẵn sàng cùng tốc độ vượt trội. Một giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp bứt phá mọi giới hạn với công nghệ hiện đại, hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế. VNPT Cloud là lựa chọn thông minh của những doanh nhân số, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong kỷ nguyên số. VNPT Cloud, tinh gọn hành trang, sẵn sàng bứt phá.